Vào những năm 2000, thời điểm truyền hình cáp đang ở trong giai đoạn thịnh vượng, những bộ phim truyền hình về nông thôn Việt Nam cũng dần xuất hiện nhiều hơn, nhất là vào những dịp lễ Tết. Đó là những câu chuyện nhẹ nhàng, không cần quá lên gân lên cốt, nhưng vẫn khắc họa cuộc sống của người dân một cách đầy chân thực và hấp dẫn. Một trong số đó có thể kể đến tác phẩm Đất và Người, một bộ phim với rất nhiều diễn viên gạo cội. Và hôm nay đối tượng chúng ta nhắc đến đó chính là Chu Văn Quỳnh, Chí Phèo trong bộ phim tiêu đề. Chu Văn Quỳnh hay tên cúng cơm là Chu Văn Quỳnh, là một công dân bình thường ở cái làng giếng chùa. Nhà có hai anh em, ngày bố mẹ mất, Quỳnh là anh để lại cho em trai. Ra ngoài sống vật vờ như trưởng lão cái bang, mà đã là đệ tử cái bang thì sẽ uống rượu và phá làng phá xóm. Nhưng cuộc sống sẽ có những cú xòe bất ngờ, và đối với Quỳnh là gặp mẹ con cô Tho. Trong cái đêm mưa gió tầm tã đó, căn nhà ọp ẹp của chú Quỳnh bỗng trở nên ấm cúng vì có sự xuất hiện của một người phụ nữ. Từ dạo đó, Quỳnh lão Chu vẫn uống rượu, chửi người chửi đời, y bán hai xảo ruộng cho cụ Hàm, một phú ông có tiếng của họ Trịnh. Đây là một người đàn ông phức tạp. Nói chung ông không có ý đồ tốt đẹp gì. Việc thâu tóm ruộng chỉ là để phục vụ cho những mục đích về sau, còn Quỳnh chỉ đơn giản là hết tiền thì bán. Nhưng đó là ruộng hợp tác xã, khoán cho người dân để cày cấy, kiếm kế sinh nhai. Nếu bán đi rồi thì mai này chẳng còn gì mà mần ăn. Em trai Quỳnh là người hiểu rõ điều đó. Nó chửi anh trai như hát hay, vì anh đầu chọc, bét nhè lại còn bán ruộng, sợ sau này liên lụy về xin tiền nó. Và quả đúng ngày đó đã diễn ra. Nhưng không phải là xin tiền, mà là đòi chia đôi gia sản mà bố mẹ đã để lại. Ngày xưa thì lão Quỳnh không cần tiền, nhưng bây giờ thì khác. Sắp tòi ra thằng Quỳnh con đến nơi rồi, mà trẻ con thì không thể nào uống rượu mà sống được. Nhưng ông Quàng em ruột không cho, chỉ chi có vài đồng để coi như là bố thí. Lão Quỳnh đi khắp nơi để được làm người tử tế, có công ăn việc làm để lo cho đàn bà và trẻ nhỏ. Từ đi mổ heo thuê cho đám tang nhà họ Vũ, mỗi tội bị trêu là ở cùng với gái chửa hoang, cây cú cầm phóng lợn truy sát kẻ bôi nhọ. Trưởng họ Vũ cũng là chủ tịch xã đuổi lão Quỳnh ra khỏi đám dỗ. Bí quá thì lại đi tìm ông Hàm, vì lão còn nợ tiền bán ruộng. Ông Hàm cũng ghê gớm, không trả hết một cục mà cứ xón xón từng tí một, nhưng cuối cùng cũng phải nôn ra mấy trăm tiền bán ruộng cho anh nông dân. Tưởng mọi chuyện thế là xong, nhưng Quỳnh là gã lươn lẹo. Bản chất việc mua ruộng để đầu cơ của lão Hàm là sai trái. Vin vào lẽ đó, không ít lần tên Quỳnh túng thiếu lại đi tìm lão Hàm để mượn đều ít tiền, và lần nào cũng thành công. Ông Quỳnh Chí Phèo tứ hải là nhà vậy mà cũng có bạn thân, đó là ông Ngũ Lò Rèn. Ông này nhìn khổ khổ thế mà khổ thật, vợ thì bỏ đi, còn con thì lại đi tù. Mãi mới chạy được cho nó về thì lại được cái mất dạy, không chịu làm ăn, chỉ tính chuyện bố láo bố tét ăn của thiên hạ. Quay lại với lão Quỳnh, vì là Chí Phèo lại thêm chức trưởng lão cái bang, thế nên hành tẩu giang hồ phải có chút võ nghệ. Tuy không rõ môn phái mà ông Quỳnh tâm sư học đạo, nhưng pha combat với lão Tám Dâu aka bố Mimosa thật sự là mãn cái đồ nhãn. Tất cả là vì ông Tám Dâu bán nhà, sau lại về nhà ở như nhà hoang. Ngoài khả năng võ công thượng thừa thì biệt tài ăn vạ của Chu Văn Quỳnh cũng đạt đến cảnh giới cao. Sau nhiều thương vụ với lão Hàm, biết được bản chất thực sự của trưởng họ Trịnh, ông Quỳnh lại đến chửi cha chửi chú, chửi anh chửi em, chửi thông thống đến nỗi chó phải ngừng sủa. Em ruột lão Hàm làm cán bộ sao có thể nuốt được cục hận này, tát cho thằng Chí Phèo nổ đông đóm mắt. Ông Quỳnh biết rằng sức mình không thể một tay chống trời, thế là nằm lăn ra ăn vạ lên cả ủy ban. Ông Quỳnh trông thế mà vì anh vì em đáo để. Mọi chuyện là do vụ nhà cửa của lão Tám Dâu với ông Quàng. Dù ông Quàng ki bo với ông anh ruột của mình từng đồng, nhưng sau nhiều việc xảy ra, ông Quàng cũng hiểu chỉ có người cùng dòng máu mới có thể nhờ cậy, thêm trân trọng ông ít tóc hơn. Nhưng phải công nhận, ông Quỳnh này đi đâu là thị phi theo đến đó. Âu cũng nhờ cái tánh nóng nảy bộc trực, đi ăn tân gia quán nhà lão Tám Dâu, được đôi ba chuyện, lại ba máu sáu cơn đánh nhau tí sập quán nhà người ta. Lại nhắc lại chuyện ông Quỳnh với lão Hàm, chán chê, sau này với sự động viên của lãnh đạo, của mọi người, Quỳnh lại đi đòi lại ruộng. Ông Hàm cũng không làm khó, cứ chi tiền ra thì lấy lại được. Khổ một nỗi tiền là thứ duy nhất mà Quỳnh không có, đi với ma mặc áo giấy. Lão Hàm nhận ra tờ giấy vay nợ mà ông giữ không có giá trị gì về mặt pháp lý, vì tên cúng cơm của ông có phải là Quỳnh đâu. Đấy là tên làng, tên xã, tên tục người ta gọi vậy. Cứ tưởng ông Quỳnh này chân chất thật thà, chứ lúc cần thì cũng danh ma. Thứ ba học trò ra phết, trải qua bao gian nan, cuối cùng thì Chí Phèo Chu Văn Quỳnh cũng được làm người bình thường, cũng có một mái ấm, chứ không phải mỗi cái mái rơm để chui ra chui vào. Từ số phận của ông Quỳnh, chúng ta đến với một mệnh đề triết học ở phần sau. Một cuộc sống bình thường, lấy vợ gả chồng, duy trì nòi giống, là một thứ bản năng tự nhiên đã ban cho các loài động vật nói chung và con người nói riêng. Trong thế giới hoang dã, những cá thể được mạnh mẽ, căn cốt kiệt xuất, sẽ được những con cái lựa chọn để nâng khăn sửa túi và lau sông ống. Những con đực bình thường, không ưu tú, tất nhiên là chưa chắc đã chết, nhưng có thể sống cô độc và không tìm được bạn tình. Con người đã vượt xa các loài động vật về công nghệ, sự tân tiến, nhưng có những bản năng sẽ mãi tồn tại trong mã gen của chúng ta. Quay lại với nhân vật tiêu đề, lý do anh trở nên rượu chè, bê tha cũng có thể dễ dàng nhận thấy, đó là sự ăn vạ với cuộc đời. Một cuộc sống bình thường tưởng chừng như xa vời với một số phận như Quỳnh, nhưng một cô gái xuất hiện, à quên hai cô, một mẹ một con, đã trao cho Quỳnh cơ hội được làm người. Mẹ con cô là những người duy nhất không coi thường ông, không ghét bỏ ông, nó khơi dậy cảm giác thèm muốn sự hạnh phúc.
muốn yêu thương của một cá nhân tưởng chừng khô khan và thô lỗ. Nó cũng cho thấy nội tại tiềm ẩn của những con người thế này khi có cơ hội là vùng lên mạnh mẽ. Đó là sự nhân văn của phim ảnh khi đã cho cuộc sống của những người như Quỳnh thêm hy vọng. Nó cũng cho thấy nội tại tiềm ẩn của những con người như thế này khi có cơ hội là vùng lên mạnh mẽ. Họ cũng không quá xấu như những gì thiên hạ đồn thổi. Nhân chi sơ tính bản thiện. Cái ác không phải là bản chất, mà là sự suy đồi về đạo đức sau những trải nghiệm không mấy vui vẻ của những người thiếu may mắn. Hãy thử nhìn những kẻ phản diện trên thế giới này, có kẻ nào không được sinh ra từ nỗi đau, sự thống khổ và trên hết là sự kém may mắn? Mỗi người sinh ra trên đời này đều có một trách nhiệm. Những kẻ phản diện sinh ra là để cho chúng ta thấy mình đã may mắn đến nhường nào. Có người sẽ nói rằng đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà hãy lấy nó làm động lực để phấn đấu, để tránh cái ác hướng tới cái thiện. Nó không phải là một ý kiến sai. Phàm những người như Chu Văn Quỳnh đều có những nỗi đau không thể sẻ chia. Bố mẹ thì ra đi sớm, ông không lo được cho em trai nên cho nó hết. Người ở cái làng giếng chùa này thì khinh ông như mả, thấy thằng Quỳnh là như thấy hủi. Kiểu gì cũng có chuyện, như vậy thì có cô độc không? Có cơ hội để chứng minh mình tốt đẹp không? Con người chúng ta đều mắc sai lầm, và từ mỗi sai lầm chúng ta lại thay đổi. Ông Quỳnh cũng mắc sai lầm và cuối cùng cũng thay đổi. Nhưng đó là vì background của ông đơn giản, đấu tranh của ông không phức tạp. Một nhân vật điển hình trong xã hội Việt Nam, dễ thấu hiểu, dễ cảm nhận, dễ hình dung. Nhưng nếu đó là một kẻ phức tạp hơn của phương Tây, mà tôi sẽ bật mí ở phần sau của phân tích quỷ dữ, thì tâm lý của hắn có thể như thế nào? Tóm lại, Chu Văn Quỳnh là một kẻ phản diện bất đắc dĩ. Số phận của ông ta là một hình ảnh xuất hiện nhiều ở xã hội Việt Nam, sẽ cần nhiều hơn sự vị tha từ những người xung quanh. Và mong rằng trên đời này ai cũng đủ may mắn như Chu Văn Quỳnh. Tôi Quản Quại, xin chào và hẹn gặp lại.